Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, với vai trò chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Ban hạ tầng đã có buổi làm việc với nhà thầu thi công là Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An về tình hình thi công gói thầu XL05, XL06 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương Bến Cát, rạch nước lên. Tại buổi làm việc, Ban Hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh nhận định tình hình triển khai trên công trường của công ty Thuận An chưa đáp ứng yêu cầu theo tiến độ từng giai đoạn của hai gói thầu trên. Do đó, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu khẩn trương bổ sung thiết bị, vật tư, nhân sự ban chỉ huy công trường, đội thi công để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục nhà thầu đảm nhận trước ngày 30 tháng 3 năm 2025 theo đúng mốc thời gian như cam kết nêu trên của nhà thầu. Nhà thầu này phải triển khai đồng loạt các công việc như lắp đặt hào kỹ thuật, lắp đặt cống dọc, cống ngang, hố ga. Có trách nhiệm lặp lại bảng tiến độ thi công chi tiết phần công việc đảm nhận trong việc thực hiện gói thầu XL05, XL06, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của gói thầu. Trong đó, nêu rõ tiến độ cung ứng vật tư, nhân lực và giá trị giải ngân theo từng tháng, gửi bảng tiến độ về ban hạ tầng trước ngày 27 tháng 4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh giao liên danh nhà thầu tư vấn giám sát chủ động nhắc nhở, đôn đốc yêu cầu nhà thầu thi công có các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công. Lãnh đạo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, trường hợp sau 30 tháng 4, chủ đầu tư kiểm tra công trường chưa thấy nhà thầu có kế hoạch triển khai các nội dung có liên quan mà tập đoàn Thuận An cam kết nêu trên các đơn vị tư vấn giám sát báo cáo về sự chậm trễ của nhà thầu trong quá trình triển khai thi công, ảnh hưởng trực tiếp để tiến độ của gói thầu XL05, gói thầu XL06, thì chủ đầu tư sẽ xem xét tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi bên giao thầu. Tham lương, bến cát, rạch nước lên là kênh dài nhất thành phố Hồ Chí Minh với gần 32 km qua 7 quận huyện ở thành phố gồm 12 Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và Bình Chánh. Dự án cải tạo dòng kênh khởi công cách đây hơn một năm, tổng vốn 8.200 tỷ đồng từ ngân sách. Công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, trụ sở trên đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, thành lập từ năm 2004, do ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch. Doanh nghiệp này kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh, mua bán điện, năng lượng tái tạo, bất động sản. Những năm gần đây, Thuận An trúng hàng chục gói thầu xây lắp trên toàn quốc. Vừa qua, Ông Hưng đã bị bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ theo khoản 3 điều 222 và khoản 4 điều 364 Bộ luật hình sự. Hiện ông Trần Đức Khoa, Phó Tổng giám đốc công ty được ủy quyền điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người đại diện pháp luật công ty. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối với ông Trần Quý Thanh, sinh năm 1953, cư ngụ tại tỉnh Bình Dương, cùng hai con gái là Trần Uyên Phương, sinh năm 1981 và Trần Ngọc Bích, sinh năm 1984, cùng cư ngụ tại tỉnh Bình Dương. Sau phần thẩm tra tư pháp, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố cáo trạng. Theo cáo trạng, lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng, ông Trần Quý Thanh cùng hai con gái đã cho một số người vay với lãi suất dưới mức cấu thành tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tuy nhiên việc cho vay không có hợp đồng vay tiền và cầm cố tài sản các bị cáo buộc những người vay tiền làm hợp đồng chuyển nhượng dự án cổ phần trong dự án bất động sản Cáo trạng xác định ông Thanh và hai con gái đã chiếm đoạt 4 thửa đất tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức của ông Lâm Sơn Hoàng, giá trị 80 tỷ đồng, chiếm đoạt hai thửa đất tại phường An Lạc, quận Bình Tân của ông Nguyễn Huy Đông, có giá trị 38,8 tỷ đồng, chiếm đoạt 29 thửa đất của ông Nguyễn Văn Trung, có giá trị 48 tỷ đồng và chiếm đoạt của bà Đặng Thị Kim Oanh hai dự án tại Đồng Nai, trị giá hơn 880 tỷ đồng tổng số tiền cha con ông thanh bị cáo buộc chiếm đoạt là một bốn mươi tám tỷ đồng Trả lời hội đồng xét xử về nội dung cáo trạng truy tố có đúng hay không, ông Trần Quý Thanh nói hành vi của ông theo cáo trạng có phần đúng có phần không. Bị cáo này khẳng định chấp nhận kết luận của cáo trạng nhưng có một số nội dung cần được làm rõ thêm. Liên quan đến bị hại Lâm Sơn Hoàng, trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Trần Quý Thanh nói ông không cho ông Hoàng vay tiền mà là mua 4 tửa đất của ông Hoàng với giá 115 tỷ đồng. Bị cáo Trần Uyên Phương khai không tham gia bàn bạc, Bà chỉ nhận được thông tin ông Hoàng có đất muốn bán, còn cha của bà muốn mua. Bị cáo này khai chỉ ký hợp đồng sang tên và nhận chuyển nhượng, không trực tiếp đến văn phòng công chứng. Hiện nay, bị cáo Trần Uyên Phương đang đứng tên bốn thửa đất trên, nhưng ông Lâm Sơn Hoàng chưa giao đất. Đối với hành vi chiếm đoạt hai dự án Minh Thành Đồng Nai và Nhân Thành Đồng Nai của bà Đặng Thị Kim Oanh, hội đồng xét xử đặt câu hỏi về việc quy kết của cáo trạng có đúng không. Bị cáo Trần Quý Thanh trả lời chấp nhận quy kết của cáo trạng. Khi hội đồng xét xử đặt câu hỏi, bị cáo cho bà Đặng Thị Kim Oanh vay số tiền 500 tỷ đồng với lãi suất 3% một tháng, quá hạn là 4,5% có đúng không? Sau khi ngần ngừ, bị cáo Thanh trả lời tôi chấp nhận. Ông Nguyễn Hoàng Phú, người môi giới cho bà Oanh gặp ông Thanh, phủ nhận việc môi giới cho vay tiền. Ông Phú khai chỉ giới thiệu cho bà Oanh gặp ông Thanh, một nhà đối tác đầu tư để hợp tác bằng hình thức chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng cổ phần. Ông Phú Khai theo thỏa thuận, sau khi môi giới ông sẽ được nhận 5% hoa hồng môi giới trên số tiền nhận của ông Thanh. Bị cáo Trần Uyên Phương cũng xác nhận số tiền 500 tỷ mà bị cáo Thanh cho bà Kim Oanh vay là tiền cá nhân của bị cáo Thanh. Về giao dịch đứng tên chuyển nhượng cổ phần của công ty Minh Thành, bị cáo Phương Khai mình đứng tên 50% cổ phần. Bị cáo Trần Ngọc Bích trình bày nếu hội đồng xét xử cho rằng giao dịch đó là cho vay thì bị cáo thừa nhận sai, bị cáo đồng ý với quy kết của cáo trạng bị cáo thừa nhận có ký một hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của công ty Minh Thành. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, vụ án Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan do Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử, trong đó có sai phạm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Quan điểm của Ngân hàng Nhà nước là tất cả những sai phạm này do cá nhân gây ra. Ngân hàng Nhà nước đã quy định đầy đủ chặt chẽ chính sách cơ chế cho vay nói về giải pháp hỗ trợ SCB khi nhà băng này rơi vào tình trạng khó khăn thanh khoản và khủng hoảng, Phó thống đốc Đào Minh Tú cho biết, ngân hàng nhà nước đã có giải pháp kịp thời can thiệp để đảm bảo hệ thống ngân hàng nói chung cũng như hệ thống tài chính của quốc gia. Ông Tú cho biết, trong các biện pháp hỗ trợ đảm bảo sự ổn định của ngân hàng này có quản cho vay của ngân hàng trung ương với ngân hàng thương mại. Khoản vay này đã được luật định các điều khoản và thực hiện đúng các quy định cho phép trong đề án tái cơ cấu sẽ có giả soát để đảm bảo các biện pháp cho vay, thu nợ được xác định đầy đủ rõ ràng. Trong diễn biến có liên quan, thời gian qua mạng xã hội liên tục xuất hiện các chen truy tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan, mới nhất là chen giả hình ảnh về việc bà Trương Mỹ Lan chuyển khoản 673.000 tỷ đồng. Một số tài khoản mạng xã hội đã lợi dụng trên này tạo những đường link để hack Facebook của người dùng hoặc dùng link để câu dẫn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy việc chế ảnh chuyển khoản này có vi phạm pháp luật hay không? Hơn nữa, các đối tượng lợi dụng việc làm này để lừa đảo thì sẽ bị xử phạt thế nào? Trước nghi vấn này, luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội chắc chắn là giả, bởi hiện nay ngân hàng chỉ cho phép giao dịch chuyển khoản trong một ngày tối đa vài chục tỷ hoặc vài tỷ tùy vào mỗi ngân hàng. Vấn đề này có thể được chia ra nhiều trường hợp. Trường hợp thứ nhất trong hình ảnh này, tên của ngân hàng được che đi, đồng thời không sử dụng hình ảnh của bà Trương Mỹ Lan thì chỉ xem là trò đùa vui vẻ, không thể xử phạt gì được vì thực tế cuộc sống có rất nhiều bà Trương Mỹ Lan. Trường hợp thứ hai, trong hình ảnh có đầy đủ tên ngân hàng, tên bà Trương Mỹ Lan, đặc định cụ thể trong vụ án Vạn Thịnh Phát thì chuyện không dừng ở trò đùa nữa. Việc đưa thông tin xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự và nhân phẩm của cá nhân, giả mạo tổ chức cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đều là các hành vi bị cấm. Những hành vi tung tin đồn không đúng sự thật này sẽ căn cứ vào mức độ ảnh hưởng mà có thể xử lý theo các quy định pháp luật. Các hành vi này có thể bị xử phạt từ 10 đến 50 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm và từ 5 đến 25 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm. Trường hợp mục đích làm giả hình ảnh chuyển khoản này để thực hiện hành vi lừa đảo, gian lận nhằm chiếm đoạt tiền người khác thì sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Ngoài ra, nếu có dấu hiệu hình sự, thì người phạm tội có thể bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị phạt cải tạo, không giam giữ, đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm hoặc tù trung thân, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và hậu quả gây ra của hành vi. Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.